Xin chào mọi người. Đây là cái nguyên liệu mình để chuẩn bị mình nấu món cơm trưa cho nhà mình đó. Này là khổ qua hôm qua ông nội mang lên cho nên sáng nay mình chỉ mua thịt thôi, mình về mình nấu canh khổ qua nhồi thịt. Hôm nay là cá nục hấp mình sẽ chiên lên rồi mình kho với dưa cải chua, kho cay rất là ngon nha mọi người. Bây giờ là mình chỉ chuẩn bị để trưa nấu thôi, bây giờ là mình mang mình cất vào tủ lạnh để trưa về mình nấu, nhưng mình phải đi làm. Rồi trước khi đi làm mà mình ăn sáng đã ha mọi người. Đây đây là đồ ăn sáng hôm nay của mình, cả nhà mình ăn trước rồi, này là còn lại phần của mình nhưng mà hơi nhiều. Đây là thịt nướng, hôm qua nhà mình ăn thịt nướng mình ăn không hết, còn một ít nè. Sáng nay mình xào qua lại cho nó nóng rồi mình mới mới bỏ vào bánh mì. Bên đây là trứng gà mình chiên, mình cũng gia vị hết rồi, xì dầu, tiêu, hành hết rồi nha mọi người, dưa leo với rau ăn kèm. Này là bánh mì mình mua ở tiệm bánh mì này. Bánh mì rất là ngon. Bây giờ mình tạm dừng video tại đây một tí nha mọi người, mình bỏ đồ ăn vô bánh mì mình ăn sáng một tí đã. Đây ổ bánh mì của mình đã làm xong rồi nè, mình bỏ thêm ít lát ớt ăn cho nó ngon. Mời cả nhà ăn sáng cùng với mình nha. Rồi mình ăn sáng xong rồi, bây giờ uống cà phê rồi đi làm nha mọi người. Bình thường thì mình hay mua cà phê của cái cô kia, cô bán quán cóc á, mà mấy hôm nay trời mưa cô nghỉ nên mình phải pha cà phê tại nhà mình uống. Mình uống cà phê chỗ nào là mình quen chỗ đó, mình không uống chỗ khác được nha mọi người. Đó mọi người, hôm nay trời mưa nè, sáng nó vẫn còn mưa nè. Mình làm gì làm chứ sáng là phải ăn sáng xong phải uống cà phê mới có năng lượng đi làm được đó mọi người ơi. Nó quen rồi. Rồi thăm cây sen đá của mình một tí nè. Cây sen đá của mình bữa nay mình trồng đây 3 tháng rồi. Mưa ướt hết. Cái này mình đem vô trong mát mình để rồi, cái trong vò mình để rồi, chứ để ngoài là nó bị úng lá mọi người ơi. Bây giờ mình phải đi làm, trước khi đi làm thì mình thắp hương cho ông địa một cây hương đã ha mọi người. Trời mưa mà nhìn mấy em gấu bông mình thấy mình cũng buồn nữa. Nhìn cái kiểu ngồi của gấu bông kìa. Bây giờ cũng tới giờ đi làm rồi. Bây giờ mình đi làm, mình sẽ quay cho các bạn xem cái con đường từ nhà mình đến tiệm bao xa nhé. Mình đi ra hết con hẻm này là ra tới đường lộ. Bạn thấy hàng xóm nhà mình, ở đây là Tây Nguyên nên đất còn rộng, người dân họ ở, nhưng mà vườn cũng còn trồng những cái cây ăn trái nhiều đó mọi người. Giống như nhà cô này, cô trồng vải nè. Đây mình quay sơ cho các bạn thấy mấy cái nhà hàng xóm nhà mình, nhà cổng rất là đẹp, nhà giàu á mọi người ơi. Rồi mình ra tới đường lộ rồi mọi người.
Trời hôm nay mưa nè, cũng còn mưa quá trời nè. Bình thường mình hay mua cà phê của cái cô bán ở bên góc đường bên kia kìa. Đó, có cái dù xanh xanh đó mọi người. Mà mưa hôm nay cả 3 ngày rồi. Thì cô cũng nghỉ 3 ngày rồi ha. Cái bác này bác muốn bác đón xe. Các bạn thấy khu mình ở nhà đẹp không hả? Đó. Nhà bên kia có cái vườn hoa màu vàng đẹp ha mọi người. Từ nhà mình lên tiệm thì chỉ có 300 mét thôi, nhưng mà mình phải đi xe máy á mọi người. Để trưa về phải nấu cơm cho các con ăn á. Bên kia là cái nhà hàng tiệc cưới. Dịch bệnh cho nên người ta nghỉ mấy tháng nay rồi. Bây giờ là từ đó lên tới đèn xanh đèn đỏ trên kia là tới cái tiệm của mình rồi đó. Thôi giờ mình đã tới tiệm rồi đó các bạn. Thôi giờ mình cũng tạm dừng video tại đây nha. Để làm việc chứ để bị trừ lương á. Rồi, cảm ơn mọi người và các bạn đã xem video của mình. Nhớ ủng hộ mình nha. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc nha. Chào tạm biệt.